shop nick tự động, sĩkẹoshop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Kẹo chạy xuống góc vui rồi này, làm sao người đâu? Đây rồi này em ơi, chạy đi em ơi, chạy đi em ơi, ui, ok, nốc rồi nhé. Chạy đi em, chạy đi em ơi, lên bảng điểm số này. Chỗ này có một đứa nha, chỗ này có một đứa nha anh em ơi. Ok rồi này, ngon lành. Xem còn thằng nào nữa không nhỉ? Ui, đồng đội chạy xuống cho làm bia đỡ đạn hả? Làm sao đấy? Nhà Doraemon có người các bạn ơi. Còn mấy căn nhà bên cạnh thì mình chưa thấy ai đâu, thấy mỗi có người ở nhà Doraemon. Còn có ít đạn xuống trường thôi. Đây này, chạy đâu em ơi? Chạy đâu Hải em ơi? Ui, thằng kia nó cãi mạng của mình rồi. Đồng đội cãi mạng của mình rồi nha em ơi. Đang bắn phê tí nữa được mạng thứ 3. Đây, hòm sao nó đây bạn ơi. Tranh thủ lượm thêm xíu đạn kìa đã. Này có Scar, ok, lấy luôn Scar chơi này. Đạn súng trường đấy nha anh em. Rồi nhé, có đạn súng trường rồi. P90 này. Một đứa trong team của mình nó ra đi rồi anh em ơi. Vừa lượm xong P90 thằng này chạy vào cái là mình đổi súng mất tiêu. Đi. Ủa trên này á? Đâu vậy? Ngay đây à? Làm sao đấy? Gì nữa Hải em ơi? Ui, gì nữa Hải em ơi? Ok, nốc 2 này, làm sao? Thằng này nữa à? Thằng này nữa à? Chạy đi em ơi, chạy đi em ơi. Mày tính sơi tim của anh à? Làm sao em ơi? Ok luôn, xong luôn. Sơi kẹo không dễ thế đâu nha bạn ơi. Từ từ mình còn máu cái đã. Pha lúc nãy là hơi càng xíu thật anh em ơi. Ok ok, mình đang có 4 túi máu này. Từ từ các bạn ơi, đây vứt đây. Lượm thêm máu này. Sơ ca thì để mình lấy cái ống ngắm 4x kìa đã. 4x đây chứ đâu, ngon lành. Đi thôi các bạn ơi. Đây có bên này này. Ui chạy bo thôi. Không chạy bo nhanh là bo nó đốt máu. Khá là đau đây các bạn ơi. Chạy nhanh chạy nhanh. Thế này là bo nó thu lên cổng trời rồi. Let's go nào. Lên trên này để chúng ta còn kiếm thêm mạng nữa chứ mọi người. Đây team mình một bạn die rồi. Còn lại có hai bạn mà thôi. Trong khi đó thì còn lại 3 team nữa, 4 team nữa. Chính xác là còn lại 4 team nữa. Đây bo càng ngày càng nhỏ rồi nha anh em. Cố gắng sống dai xíu rồi là chúng ta sẽ kiếm top 1 thôi nào. Chỉ sợ đồng đội die không cover cho tôi thôi. Chứ còn là top 1 thì đơn giản. Chạy qua đây anh em ơi. Ok, chúng ta có thêm một cái quả bóng keo nhá. Vào bo nhanh anh ơi. Ok đây, anh đang trong bo rồi em ơi. Giờ còn lại 15 đứa này. Thế là team mình này với lại thêm 3 team nữa. Chính xác là như vậy luôn. Quả hai ông kia chạy chậm quá. Đợi công ấy chạy qua đây anh em ơi. Không một mình tôi đi lẻ, đai sớm thì đừng buồn. Các bạn ơi, mình thì mình không muốn đai sớm đâu. Đai sớm thì buồn lắm. Hầm thính này mình xuống mình check coi. Thính này chúng ta có gì đây? Bị lượm mất tiêu rồi. Có bụi cỏ như vậy. Thính đấy khả năng cao là AWM. Ok ok, 11 đứa này. Hai team nữa thôi anh em ơi. Ui, team mình bây giờ chiến đấu với hai team nữa là top 1 rồi. Cố lên cố lên. Đây anh em, sắp top 1 rồi nhé. Đây mình xuống dưới này. Xem tranh thủ kiếm người nào. Ủa thằng nào gọi drone thính vậy? Phải trưởng bo thu như này còn gọi drone thính. Tí mà địch nó lên thì chạy làm sao kịp hả anh em. Mình cũng chịu rồi. Cái bạn số 1 gọi drone thính thì phải anh em ơi.
À đủ, thính đang rơi. Rồi nhanh bạn ơi. Lấy bông keo mà chặn nó lại. Đây. Đá thính luôn cả. À đủ, gắt. Úi dồi ôi. Lấy bông keo mà chặn nó lại này mà lượm này. Một thanh niên chơi ngu này. Ơ. Bông keo không chặn được thính các bạn ơi. Để mình coi. Bông keo không chặn được thính anh em ơi, thính nó xin bông keo. Ông kia chạy ngọc ngáo tí đai bây giờ. Ui dồi ôi thanh niên này. Đá thính à em ơi. Đá thính bây giờ đai buồn chưa. Thế này chúng ta có gì đây? AWM hả? Kẹo không chơi. Lúc này thì còn lại như thế này thì vẫn còn hai team nữa. Team của mình còn có hai người. Pha này hơi khó chơi đấy. Thằng nào đu dây bên. Hai đứa vừa đu dây lên trên này. Ui bình tĩnh. Bình tĩnh anh em ơi. Có hai đứa vừa đu dây lên trên này. Ui nguyên một team luôn. Gắt. Thế này thì kinh rồi các bạn ơi. Nguyên một team luôn thì sợ hẳn rồi. Sao mà kẹo dám chơi được đây. Nguyên một team. Một đứa vừa chạy xuống dưới nhá. Đây này. Một đứa chạy ra sau tảng đá. Chạy đi em ơi. Chạy đâu em ơi. Mày chạy với anh này. Ôi vãi trưởng. Hơi cao. Bình tĩnh. Mình có máu cái đã. Dựng bông keo tạm ở đây. Gắt quá anh em ạ. Một đứa ngay nhà vệ sinh nó chơi AWM nó bắn mình thấm vãi trưởng luôn. Ê bạn ơi đừng cẩn thận lại. Không xem mộ bây giờ. Để lên. Ôi bắn ốc rồi cả. Gắt. Ngon lành. Hạ nó. Thằng bé lên bảng. Thằng này có bông keo không? Xem còn lượm nhanh này nó không có bông keo. Bên trước còn một đứa này. Làm sao đấy em ơi, chạy đi em ơi. Cầm shotgun cả. Làm sao? Rồi chạy đi em ơi. Tính sơi anh đâu có dễ này. Thằng này đồ nó nghèo lắm anh em ơi. Đồ nghèo như này ai chơi, để mình xem mình lượm thêm từ máu coi. Đồng đội lượm luôn máu. Vãi trưởng thật. Thế từ từ đây, mình xuống dưới này mình lượm máu này làm gì mà. Làm gì mà phải căng thẳng với nhau. Một đứa ngay phía dưới này anh em ơi. Thằng bé ngay dưới luôn, mình có mỗi liệu choán thôi. Có gì câu nấy vậy. Ok. Làm sao đấy em ơi. Chạy đâu em ơi. Gắt vậy. Thế hơi gắt rồi. Auto chảo này. Auto chảo cũng lên bàn điểm số nhá. Đây còn hai thằng nữa. Đến bây giờ là còn hai thằng nữa anh em ơi. Nói thật với anh em là mình cũng chả biết là hai thằng còn lại ở đâu. Mo thì thu xuống dưới. Ây hết bông keo rồi. Phần này hay khoai đấy. Thế trang bị nòng 3 và Lone Scar này. Đã đến lúc phải trang bị nòng 3 rồi. Cứ xuống dưới đi các bạn ơi. Chắc là chúng nó đang ở dưới thôi. Không phải lo lắm. Chạy xuống đây còn săn mạ này. Làm sao mà hạ nốt được hai thằng nữa là chúng ta sẽ giành được vị trí top 1 nhá. Đây chỉ còn mấy giây nữa thôi. Thì bo sẽ thu lại rồi. Ui. Nhanh kiếm trận top 1 nào. À chỗ nào vậy. Đây à. Đây à em ơi làm sao. Anh còn đang súng 3 với Scar này. Nó dựng bông keo lên anh em ơi. Đẩy xuống. Đúng rồi. Qua đây xử nó các bạn ơi. Có thể là nó chỉ đi solo thôi nên là kẹo cứ qua đây cái đã. À thế rồi. Thấy nó rồi anh em ơi. Lên bảng điểm số nhà em. Đúng rồi này lên bảng này. Ok. Ôi vãi trưởng, thằng kia xả shotgun. Qua đây.
Qua đây anh cho chú sanh mộ thì đừng có buồn nhá. Nó ngay đây. Chạy đi em ơi. Mày chạy đi em. Làm sao? Chạy được không? Mày chạy được không em ơi? Shotgun cả. Chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi. Ok, lên 3 điểm số này. 9 kill top 1 này. Cũng quẩy thôi. A à, đủ này. Shotgun mà tính chơi với anh sao nổi. Ăn mừng thôi. Yes. Bộ trang phục rừng xanh top 1 này. Tuyệt vời chưa mọi người? 23 mắt xem luôn nhá. Ok, như vậy là mình là người gánh team trong trận này với 9 kill này. Ui, một bạn một kill, một bạn một kill nữa. Một bạn không kill, gắt thật thì ghép đội ngẫu nhiên vào cái kết đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.